Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cuối tuần của kênh Culture Channel, tổng hợp những tin tức nổi bật Canada và thế giới trong tuần vừa qua. Mở đầu bản tin là những tin tức tổng hợp Canada. Trudeau gọi lên án Hamas tấn công Israel, Canada cập nhật tư vấn du lịch cho Israel. Hôm 7 tháng 10, các nhà lãnh đạo Liên bang Canada đã lên án cuộc tấn công bất ngờ của nhóm phiến quân Hamas của Palestine, mở cuộc tấn công lớn nhất vào Israel trong nhiều năm. Canada lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công khủng bố hiện nay nhằm vào Israel. Thủ tướng Justin Trudeau nói trong một bài đăng trên X rằng nền tảng truyền thông xã hội trước đây gọi là Twitter những hành động bạo lực này là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chúng tôi sát cánh cùng Israel và hoàn toàn ủng hộ quyền tự vệ của nước này. Lãnh đạo đảng bảo thủ Pierre Poilievre cũng tuyên bố rằng ông dứt khoát lên án cuộc xâm lược Israel của những kẻ khủng bố Hamas và bạo lực tàn bạo mà họ đã thực hiện sau đó đối với thường dân vô tội lãnh đạo đảng NDP Chuck Mead Singh cũng mạnh mẽ lên án các cuộc tấn công kinh hoàng của Hamas vào Israel. Chính phủ Canada đã cập nhật tư vấn du lịch cho Israel, bờ Tây và giải Gaza sau vụ tấn công. Bất cứ ai trong hoặc xung quanh những khu vực đó nên hạn chế di chuyển, hết sức thận trọng theo dõi phương tiện truyền thông địa phương trú ẩn tại chỗ cho đến khi rời đi an toàn, làm theo hướng dẫn của chính quyền địa phương và tải xuống ứng dụng cảnh báo. Người Canada cũng đang khuyến khích đăng ký với chính phủ nếu họ ở nước ngoài. Theo Bộ Ngoại giao Canada, có 1.419 người Canada đã đăng ký với cơ quan đăng ký người Canada ở nước ngoài tại Israel và 492 người Canada đã đăng ký tại lãnh thổ Palestine. Phiến quân Hamas đã bắn hàng ngàn quả rocket và gửi hàng chục quân đến các cộng đồng Israel trong một ngày lễ lớn của người Do Thái vào sáng ngày 7 tháng 10. Cơ quan Cứu hộ Quốc gia Israel cho biết ít nhất 200 người đã thiệt mạng và 1.100 người bị thương. Một số lượng binh sĩ và dân thường Israel không xác định cũng đã bị bắt cóc. Trong khi đó, Bộ Y tế Palestine ở Gaza cho biết ít nhất 198 người đã thiệt mạng trong cuộc trả đũa của Israel, với ít nhất 1.610 người bị thương. Người Canada cần hỗ trợ lãnh sự khẩn cấp ở Israel, bờ Tây và giải Gaza nên liên hệ với Trung tâm Theo dõi và ứng phó khẩn cấp của Bộ Ngoại giao Canada bằng cách gọi đến số 613 996 8885 bằng tin nhắn văn bản theo số 613 686 3658 qua WhatsApp theo địa chỉ 613 909 8881 qua Telegram tại Canada Emergency Abroad qua signal theo số 613 hoặc bằng cách gửi email đến sos.international.gc.ca. Cảnh sát Vancouver triển khai đến các nơi thờ cúng của người Do Thái. Cảnh sát đã đóng quân bên ngoài những nơi thờ cúng của người Do Thái ở Vancouver vào thứ bảy khi các thành viên cộng đồng tụ tập để dự lễ Shabbat, được đánh dấu bằng sự bàn hoàng và thương tiếc sau sự bùng phát bạo lực bất ngờ ở Trung Đông. Xung đột giữa lực lượng Israel và phiến quân từ Gaza đã nổ ra trước đó một ngày sau khi Hamas, lực lượng cai trị lãnh thổ Palestine, thực hiện nhiều cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Israel. Đến cuối ngày, cả hai bên đều báo cáo hơn 200 người bị thiệt mạng. Mặc dù Sở Cảnh sát Vancouver nói với CBC News rằng họ không biết về bất kỳ mối đe dọa cụ thể nào đối với an toàn công cộng tại địa phương, nhưng họ sẽ duy trì sự hiện diện rõ ràng tại các nơi thờ cúng và trung tâm cộng đồng của người Do Thái để đề phòng. Thị trưởng Vancouver Ken Sim viết trên Twitter, trái tim của chúng tôi hướng về tất cả những người bị ảnh hưởng. Thủ hiến BC đã dứt khoát lên án Hamas về vụ tấn công. Air Canada tạm hủy các chuyến bay đến Tel Aviv. Air Canada cho biết họ sẽ tạm thời hủy các chuyến bay đến Tel Aviv bắt đầu vào Chủ nhật sau các cuộc tấn công chết người ở Israel. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình biến động này và chúng tôi sẽ điều chỉnh các kế hoạch này theo yêu cầu chúng tôi vẫn giữ liên lạc với chính phủ canada hãng hàng không cho biết trong tuyên bố vào hôm thứ bảy air Canada sẽ tiếp tục hoạt động đến tel aviv ngay khi tình hình ổn định hãng hàng không cho biết hành khách bay đến hoặc đi từ tel aviv bị ảnh hưởng bởi lệnh đình chỉ giờ đây có thể thực hiện các thay đổi về việc đi lại bao gồm tất cả các lựa chọn hoàn tiền air Canada khai thác các chuyến bay hàng ngày từ toronto đến tel aviv Hãng cũng bay đến Tel Aviv từ Montreal ba lần một tuần. Cộng đồng mạng phản ứng khi Trudeau nói chúng tôi sát cánh với Israel sau khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau lên án mạnh mẽ vụ tấn công chết người vào hôm thứ bảy ở Israel của phiến quân Hamas. Người dùng trên mạng xã hội đã có sự chia rẽ về lập trường của ông. Mọi người trên X trước đây gọi là Twitter lại có quan điểm khác nhau về phản ứng của họ đối với bài đăng của Trudeau. Một người hoan nghênh lập trường của nhà lãnh đạo Canada và bày tỏ sự ủng hộ. Trong khi đó, những người khác trên X đã chỉ trích thông điệp của Trudeau với một số đặt câu hỏi về việc thiếu sự ủng hộ dành cho Palestine và những người khác bày tỏ sự thất vọng trước sự hỗ trợ quốc tế khác của Canada. Đến nay, các chính trị gia khác cũng đã thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Israel sau cuộc tấn công, bao gồm cả Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Bạn đang muốn mua hoặc bán bất động sản? Chúng tôi là Thông Nguyễn, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng nhà mới và sửa chữa nhà. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn những lời khuyên thiết thực và kinh tế nhất cho tất cả nhu cầu bất động sản của bạn. Kiến thức thị trường, tận tâm và chuyên nghiệp. Hãy liên hệ Thông Nguyễn Công ty Home Life để mua và bán một cách tự tin. Điện thoại 905 920 1463 Bộ Y tế ban hành lệnh thu hồi gà Tây. Chỉ hai ngày trước lễ tạ ơn, Bộ Y tế Canada đã ban hành lệnh thu hồi đối với gà Tây Sunrise Farm Young Turkey, có nội tạng do ô nhiễm vi sinh vật không có hại và nguy cơ hư hỏng. Lệnh thu hồi được công bố vào hôm thứ Bảy trên trang web của chính phủ, cho biết các sản phẩm này đã được bán ở Alberta, British Columbia, Manitoba, Saskatchewan, nhưng không cho biết thời điểm sản phẩm được bán. Người Canada được yêu cầu không sử dụng bán hoặc phục vụ sản phẩm bị thu hồi. Sobi và Safeway cũng đều công bố thông báo thu hồi sản phẩm trên trang web của họ, khuyên những khách hàng đã mua gà Tây nên trả lại để hoàn lại toàn bộ tiền. Những thành phố có giá cả phải chăng nhất ở Ontario để mua nhà ngay bây giờ. Chuẩn bị mua căn nhà đầu tiên của bạn ở Ontario có thể là một trải nghiệm cực kỳ khó khăn. Do tất cả những bất ổn xảy ra với thị trường bất động sản trong khu vực, thông qua lãi suất cạnh tranh gia tăng và giá cả cao ngất ngưỡng, một phần lớn thời gian của năm 2023, lãi suất vẫn ở mức cao, dẫn đến cảm giác không chắc chắn của cả người mua và người bán về thị trường nhà ở của tỉnh. Mặc dù giá nhà hiện nay vẫn thấp hơn so với thời điểm đạt đỉnh của năm 2022, giá nhà trung bình ở Ontario vào mức 908.000 đô la vào tháng 8 năm 2023, giảm 2,1% so với tháng 6 năm 2023. Để tìm những khu vực có giá cả phải chăng nhất ở Ontario để mua nhà, Zucasa đã so sánh khoản thanh toán thế chấp trung bình hàng tháng cần thiết cho một ngôi nhà được mua ở mức giá trung bình ở mỗi thành phố. Giá nhà chuẩn vào tháng 8 năm 2023 được lấy từ Hiệp hội Bất động sản Canada (CREA) trong khi các khoản thanh toán thế chấp trung bình hàng tháng được tính toán bằng khả năng chi trả của Ray Hubbard. Giả sử khoản trả trước 20% với khoản khấu hao trong 25 năm với tỷ lệ thế chấp là 5,24% và không có gì ngạc nhiên khi 10 khu vực có giá cả phải chăng nhất để mua nhà đều nằm ở bên ngoài GTA. Nghiên cứu cho biết, chỉ cần người mua linh hoạt và sẵn sàng tìm kiếm bên ngoài GTA, có rất nhiều thành phố có giá cả phải chăng ở Ontario có nhà được bán dưới 600.000 đô la. Theo công ty môi giới, bốn thành phố có giá cả phải chăng nhất để mua nhà vào tháng 8 năm 2023 là Sault Ste. Marie, North Bay, Sudbury và Bancroft và error tất cả đều có giá chuẩn dưới 500.000 đô la. Vào tháng 8 năm 2023, Sun Mary có giá chuẩn là 295.000 đô la với khoản thanh toán thế chấp trung bình hàng tháng là 1.407 đô. Bốn thành phố có giá cả phải chăng nhất không thay đổi so với khi Sukasa thực hiện báo cáo gần đây nhất, nhưng Simcoe và District hiện đã giành được vị trí thứ năm trước đây thuộc về Kingston và Error. Những bổ sung mới vào danh sách giá cả phải chăng nhất bao gồm Rido Lawrence, Quint và District, Heron, Perth và Ray Bruce Owen Sound, tất cả đều có giá chuẩn từ 560.000 đến 580.000 đô la với khoản thanh toán thế chấp trung bình hàng tháng từ 2.685 đô la đến 2.760 đô la. Downtown Montreal ghi nhận lượng mưa 100 mm, một nhà khí tượng học của Bộ Môi trường Canada cho biết Mưa đã trút xuống phần lớn Quebec vào hôm thứ bảy, dẫn đến lũ lụt nhỏ làm ngập một phần đường và thấm vào một số tầng hầm. Kể từ khi lượng mưa bắt đầu vào tối thứ sáu, Julian Chant cho biết lượng mưa 100 mm đã đổ xuống trung tâm thành phố Montreal và sẽ còn nhiều hơn nữa. Ngay phía nam thành phố vào thứ bảy, Trạm thời tiết sân bay Saint Hubert ở Longueuil, Quebec đã ghi nhận tổng lượng mưa trong ngày cao nhất toàn tỉnh là 116 mm. Cảnh báo về lượng mưa vẫn được áp dụng trên hầu hết miền Nam Quebec từ khu vực phía Bắc Ottawa đến các khu vực dọc theo sông Saint Lawrence ở phía Đông Bắc thành phố Quebec. Lượng mưa dự kiến sẽ ít hơn từ 20 đến 30 mm ở chính Montreal, có khả năng nâng tổng mưa cuối tuần trong lễ tạ ơn lên từ 120 đến 140 mm. Cảnh báo lượng mưa đối với thành phố Quebec và khu vực phía đông qua St. Lawrence có thể lên tới 50 mm vào tối chủ nhật, tổng lượng mưa lớn hơn từ 80 đến 120 mm và lên tới 150 mm ở các khu vực địa phương cũng có thể xảy ra ở phía đông bắc thủ phủ Quebec. Ontario có thể chứng kiến tuyết đầu mùa vào tuần sau. Theo một báo cáo mới của The Weather Network, Ontario sẽ sớm giảm nhiệt độ từ nhiệt độ giống như mùa hè sang thời tiết lạnh giá vào mùa thu ở miền Trung Canada trong vài ngày tới. Sự thay đổi này phù hợp với dự báo mùa thu không ổn định của cơ quan thời tiết, dự đoán rằng nhiệt độ lạnh thấu xương sẽ đến vào tháng 10 trước mùa đông. Tuần đầu tiên của tháng 10 đã bắt đầu với cái nóng giống như mùa hè bao trùm phần lớn Ontario với nhiệt độ cao nhất trong ngày cao hơn 10 đến 20 độ so với mức trung bình theo mùa vào thời điểm này trong năm, mặc dù không phải tất cả các cộng đồng trong tỉnh sẽ chứng kiến những đợt tuyết đầu tiên của mùa vào cuối tuần sau. Nhưng sự thay đổi nhiệt độ đáng kể sẽ khiến nhiệt độ phần lớn Ontario giảm mạnh, hầu hết các vùng nông thôn và miền đông Ontario sẽ chứng kiến nhiệt độ giảm từ 15 đến 20 độ so với mức đỉnh điểm trong tuần này, còn miền nam Ontario và GTA sẽ chứng kiến nhiệt độ giảm mạnh từ 10 đến 15 độ trong khi nhiệt độ cao nhất ban ngày sẽ đạt đỉnh ở mức 25 độ C ở Toronto từ thứ ba đến thứ năm, thì nhiệt độ cao nhất ban ngày vào Chủ nhật và thứ hai sẽ giảm đáng kể xuống còn 12 độ C. Theo cơ quan thời tiết, sự thay đổi nhiệt độ mạnh cũng sẽ mang đến nguy cơ tuyết ở một số khu vực trong vùng đông bắc Ontario có thể chứng kiến được tuyết rơi đầu tiên trong mùa vào cuối tuần sau. Áo khoác lông cừu nổi tiếng bị thu hồi vì nguy cơ gây vướng víu. Một số áo khoác dành cho thanh niên của Mountain Equipment Company đang bị thu hồi do nguy cơ gây vướng víu. Trong cảnh báo thu hồi, MEC khuyên người dân ngay lập tức ngừng sử dụng các loại áo khoác lông cừu phổ biến và kéo dây rút ở thắt lưng để loại bỏ mối nguy hiểm. Một tuyên bố trên trang web của công ty cho biết, thiết kế dây rút trên áo khoác đã không tuân thủ các nguyên tắc của Canada và có nguy cơ bị mắc kẹt nếu dây rút nút bật hoặc khóa dây bị kẹt vào vật gì đó. MEC chưa nhận được báo cáo về tai nạn hoặc thương tích ở Canada tính đến ngày 26 tháng 9. MEC cho biết 3.330 chiếc áo khoác đã được bán ở Canada. Để biết thêm thông tin, bạn có thể liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng của MEC qua điện thoại theo số 604 876 6261 hoặc 888 847 0770, thứ 2 đến thứ 6, từ 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều theo giờ chuẩn Thái Bình Dương, thứ 7 đến Chủ nhật, từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều theo giờ chuẩn Thái Bình Dương hoặc truy cập trang web của công ty tại mec.ca. thời tiết mùa hè khắc nghiệt ở canada đã làm thay đổi màu sắc mùa thu năm nay những màu đỏ cam và vàng quen thuộc của cây cối đánh dấu mùa thu đã đến có thể đã xuất hiện sớm trong năm nay hoặc hoàn toàn không xuất hiện các nhà nghiên cứu cho biết thời tiết mùa hè khắc nghiệt gây ra cháy rừng ở một số vùng trên đất nước và mưa lớn ở những nơi khác đang được phản ánh qua màu sắc mùa thu trên khắp canada ở nova scotia nơi mùa hè bắt đầu bằng cháy rừng và kết thúc bằng những ngày u ám và giông bão kéo dài màu nâu sậm đã thay thế những màu sắc rực rỡ thường thấy và thời điểm này trong năm ở phần lớn tỉnh bang ngược lại cây cối ở ontario đã bắt đầu hiển thị các sắc tố tự nhiên sớm hơn bình thường tại Cape Breton, nơi lễ hội quốc tế màu sắc Celtic đang diễn ra. Người phát ngôn của sự kiện cho biết cây cối trong khu vực đang bắt đầu đổi màu. Đây là lý do tại sao Toronto được xếp hạng là một trong những thành phố tốt nhất trên thế giới. Resonant Consultancy, Mới đây đã công bố danh sách thành phố tốt nhất thế giới năm 2024 và Toronto là thành phố Canada có thứ hạng cao nhất lọt vào danh sách này ở vị trí thứ 23. Một số thành phố khác của Canada cũng đã lọt vào danh sách, trong đó Vancouver xếp thứ 50, Montreal ở vị trí thứ 60, Ottawa ở vị trí 90 và Calgary ở vị trí 93. Theo công ty tư vấn toàn cầu này, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Toronto được thúc đẩy bởi nhập cư và đầu tư toàn cầu đang đưa thành phố này tiến tới những điều vĩ đại. Theo báo cáo, Toronto được công nhận vì dân số tăng nhanh, phạm vi xây dựng tối ưu hóa và hợp lý hóa một thành phố điểm đến toàn cầu mới nổi và không gian xanh, bao gồm việc bổ sung gần đây công viên Love Park ở gần bờ sông Toronto tại phố York và Queen's Quay West. Một lý do khiến Toronto khác biệt so với phần còn lại là sự đa dạng của thành phố. Bạn có thể cảm nhận được điều đó trong ẩm thực, âm nhạc, trong các khu dân cư và cộng đồng và thậm chí là trong lĩnh vực kinh doanh. Toronto là nơi có công viên đô thị lớn nhất Bắc Mỹ và là xứ sở thần tiên của sắc màu mùa thu. Bạn đang tìm địa điểm hoàn hảo để ngắm sắc thu ở Toronto? Bạn có thể đang bỏ lỡ một công viên quốc gia tuyệt đẹp ngay tại The Six nằm trong thung lũng Rose ở Toronto là công viên đô thị quốc gia Rose, Rose National Urban Park là một công viên rộng lớn với vô số phong cảnh thiên nhiên là nơi hoàn hảo cho một nơi nghỉ dưỡng trong thành phố. Được thành lập vào năm 2015, Rose nằm trên khu vực của Toronto, Markham, Pickering và thị trấn Uxbridge. Với 79 cây số vuông không gian xanh, đây cũng là công viên đô thị lớn nhất ở Bắc Mỹ, lớn hơn 22 lần so với Central Park ở New York. Mặc dù công viên rất đẹp để ghé thăm vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, nhưng nó còn tuyệt đẹp hơn vào mùa thu khi những chiếc lá chuyển sang màu cam, vàng và đỏ rực rỡ. Bạn sẽ tìm thấy nhiều con đường mòn đi bộ dài trong công viên đưa người đi bộ qua nhiều cảnh quan khác nhau, bao gồm đồng cỏ, rừng vùng đất ngập nước và đất nông nghiệp. Những con đường mòn có độ khó khác nhau. Với những con đường đi bộ dễ dàng dành cho những người mới bắt đầu đi bộ đường dài và những con đường mòn vừa phải dành cho những người đang tìm kiếm điều gì đó thử thách hơn. Một chuyến đi bộ phải làm trong công viên là đường mòn Clan Eagles Vista. Con đường dễ đi này đặc biệt nổi bật vào mùa thu, mang đến tầm nhìn tuyệt đẹp ra Rose River và Little Rock Creek. Để tăng thêm tính thử thách, Đường Mòn Vista, một con đường đi bộ vừa phải dài 1,5 km, mất 1 đến 2 giờ để hoàn thành, sẽ đưa người đi bộ đến một đài quan sát được cho là một trong những nơi tốt nhất để ngắm sắc màu mùa thu của Toronto và khung cảnh thung lũng ngoạn mục. Mặc dù Rose có nhiều lối vào, nhưng du khách có thể dễ dàng đến đó chỉ cách sở thú Toronto, Genzu Road ở Scarborough vài phút. Công viên mở cửa 365 ngày một năm và luôn miễn phí vào cửa. Đừng quên máy ảnh của bạn để tận dụng những bức ảnh mùa thu tuyệt đẹp mà bạn sẽ tìm thấy ở đây. Rose National Urban Park vào cửa miễn phí, số 1749 Meadowvale Road, Scarborough, Ontario. Tiếp theo là cập nhật nhanh những thông tin về tỷ giá hối đoái và giá vàng. 1 đô la Canada tương đương với 0,7308 đồng đô la Mỹ, và cũng tương đương với 0,6919 đồng euro. Một đô la Canada đổi được 17.823 đồng Việt Nam, một đô la Mỹ đổi được 24.365 đồng Việt Nam. Một aus vàng có trị giá tương đương khoảng 1.832,59 đô la Mỹ và cũng tương đương với 2.507,43 đồng đô la Canada.